Đây nè các bạn, đây là bến phà Chợ Lách, nói liền hai quyện, nói liền hai huyện Châu Thành và Chợ Lách nè các bạn. Đây bây giờ mình đang xuống ngay chỗ cái bến luôn đó. Đây là chiếc phà. Thì cái phà này thì khi nào mà lễ Tết các bạn đông thì nó sẽ chạy hai chiếc, còn ngày bình thường thì chạy một chiếc nè các bạn. Sông thì rất là lớn luôn đó các bạn. Mình đang phía xa xa thì chiếc phà này bây giờ đang cập bến rồi các bạn. Đó, chiếc phà này cập bến vô thì hồi người ta lên hết á thì bắt đầu xe mình xuống. Xe thì đậu phía trên kia khuất là mình phải. Các bạn thấy cảnh sông nước hấp dẫn không? Đây lục bệnh. Bà Tân Phú. Đó các bạn, xe bắt đầu đang lên rồi các bạn. Xe mình xuống rồi. Này, xe bắt đầu lên phà nè các bạn. Chào khán giả. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay gia đình mình đi đám nôi hay đại thái con của chị mời ở bên Chợ Lách, cho nên là phải qua phà, phải là phà Tân Phú Chợ Lách lần này chứ là quay trước cho mình một coi. Đây các bạn, thì bây giờ đã tới Chợ Lách rồi. Thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi vô nhà cháu ăn hà nội nha các bạn. Bác Hai. Đây các bạn, hà nội con của đây, nhân vật chính đây, áo đen. Chào khán giả mà sao kênh của Nông Dân TV á. Ok, thì giờ mình sẽ sắp xếp vận chuyển đồ vô nha các bạn. Thì vô trong đó mình sẽ quay tiếp. Ok, như một phái đoàn nè các bạn. Đó, các bạn, thì bây giờ đã tới được nhà của em mình. Và thôi nôi là của cháu nữa. Lắm. Ừ. Đây là nhà. Để hồi vô nhà mình quay nha các bạn. Đây các bạn, thì thiếu nhà em mình thì nó hơi chật nên tải thêm đây các bạn. Đây, đồ ăn đã dọn lên sẵn rồi, hôm nay qua hơi trễ một xíu. Đây các bạn, đây bây giờ chuẩn bị cúng. Nhà người ta
Đây các bạn, đây trong nhà nè. Ok, giờ mình sẽ vô. Việc đầu tiên là vô thăm cháu nha các bạn. Đây vô xếp hàng thăm cháu nè các bạn. Đây, đây là nhân vật chính của ngài. Cái con nhỏ mà có sống vậy vậy. Giống quỷ, giống quỷ. Giống quỷ. Hồi nay là nó bự ra nữa. Mà nó lớn nha ha. Đây, những nhân vật xếp hàng đi vô thăm cháu. Đông quá trời cha. Bà, cha cậu gì đâu quá trời. Lên nữa mới giữ nữa nè, lên tới bậc cố luôn chứ đâu có gì. Giữ đầy giữ hả ta? Rồi coi kìa, lớn nhóm một tầng mà thấy thương hết sức kìa. Rồi, cái bàn bà nội chính chuẩn bị nhập tiệc thôi. Miếng nội tổng chính là để ăn cơm trước rồi. Mưa sau hải sản. Ui, bánh hổ. Sức ngon. Ngon chính hả? Ngon không mà chính bị lóc. Chính bên lóc lên mà chính bên lóc đi. Chính ba. Ủa, nó ngồi trong cái hồ ăn kìa. Nó tham.